Ngay lúc này cô này đã biết trước mình sẽ ngất xỉu khi sư thầy Minh Tuệ đi qua, nhưng vẫn đứng chào chờ thầy vì nghe nói là có phần căng. Cả nhà ơi, căng quá. Người nhà gần đây không cô? Nhà thì cái đi mà cũng nhà thì kêu riêng con ra. Đi mắm đi mắm đi ha. Đi gặp thêm lên. À mong thầy lần. Đã gặp rồi hả? Gặp rồi hả? Xong cái mê nổi lên là miệng muốn thẹo mà mê mà ra muốn thẹo mà trong 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 để gì gặp thẹo thì mê gặp được thầy vậy là mê khóc đâu phải là khóc là mê ngất luôn mê nổi xong cái mê thầy đi quá vậy là mê ngất. Sao? Cô có phần căn trong mình. À phần căn cô. Cô biết trước là khi thầy đi qua là cô sẽ bị như vậy nên nói trước với mọi người hết rồi. À. Nhưng mà bây giờ là con cô bác mình cũng lo, người ta sợ không biết chừng nào cô tỉnh lại nên đưa cô đi bệnh viện. À. Cách nối về tâm linh đó là có một phần căn trong mình nó vậy đó. À. Tỉnh lễ thầy. Bây giờ hiểu rồi gì đó em hiểu chưa? Hiểu rồi có thể dẫn dắt với khán giả là vậy đó. Rồi nói bà con của bác thì anh có mượn nghe anh chia sẻ đó là cô có một cái phần canh đó. Trong con người của cổ tức là cô đã biết trước được là sẽ xỉu, mọi người biết trước rằng là sẽ xỉu đó, sẽ bất ngờ xỉu đó, nhưng khi mà gặp thầy Thích Minh Tuệ đó, nhưng mà vẫn đấy nha cả nhà, vẫn chấp nhận để coi như là xỉu, thì hy vọng là cô sẽ không sao. Bây giờ em đang gọi xe cấp cứu, em vừa gọi xe cấp cứu rồi cả nhà. Cả nhà đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất nha cả nhà ơi. Đúng rồi. Thầy đi bao lâu thì cô mới xỉu? Vừa đi ngang là xỉu luôn, thầy vừa đi ngang là ngã ngang luôn. Mấy bạn kia sao, mấy bạn kia không quay? Tại vì không thấy à? Họ đi phía trước còn à, đi trước rồi. Thấy là người ta cứ nghĩ là cô mệt mệt thôi. Người nhà tới bà con ba. Người nào mà áp nhiệt cao là không nên đi về đây. Dạ. Để cho mày mới gặp thầy xong mà bị như vậy luôn. Thầy cái xúc động quá, không chịu chế được. Nghe nói thôi. Quá ghê cả nhà. Thôi đi di chuyển đây cả nhà, di chuyển. Chào tất cả mọi người nha, hy vọng là tại vì thầy rất là tuyệt vời nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp để lên gặp sư thầy nha cả nhà. Đi cô ơi. Đưa đi bệnh viện. Người nhà gần đây không cô? Nhà thì cái đi mà cũng nhà thì kêu riêng con ra. Mê mắm đi ha. Đi gặp thêm lên. À mong thầy lần. Đã gặp rồi hả? Xong cái mê nổi lên là mẹ
Hú thẹo mà mê mà ra hú thẹo mà gặp được thầy kể là mê khúc đầu và là con là mê ngất luôn, mê nói xong đó mê thầy đi quá kể là mê ngất Hà Miên. Người đứng đầu động ra cho tháng mọi người. Sao sao? Cô có phần căn trong mình. À phần căn cô. Cô biết trước là khi thầy đi qua là cô sẽ bị như vậy nên nói trước với mọi người hết rồi. À. Nhưng mà bây giờ là con cô bác mình cũng lo, người ta sợ không biết chừng nào cô tỉnh lại nên đưa cô đi bệnh viện. À. Cách nối về tâm linh đó là có một cái phần căn trong mình nó vậy đó. À. Tỉnh lễ thầy. Bây giờ mình hiểu rồi gì đó, em hiểu chưa? Hiểu. Có thể dẫn dắt với khán giả là vậy đó. Dạ rồi. Nói bà con của bác thì anh có mượn nghe anh Vinh chia sẻ đó là cô có một cái phần canh đó. Trong con người của cổ thì tức là cô đã biết trước được là sẽ xỉu, mọi người biết trước rằng là sẽ xỉu đó, sẽ bất ngờ xỉu đó. Nhưng khi mà gặp thầy Thích Minh Tuệ đó, nhưng mà vẫn đấy nha cả nhà, vẫn chấp nhận để coi như là xỉu, thì hy vọng là cô sẽ không sao. Bây giờ em đang gọi xe cấp cứu, em vừa gọi xe cấp cứu rồi cả nhà. Cả nhà đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất nha cả nhà. Đúng rồi. Thầy đi bao lâu thì cô mới xỉu? Vừa đi ngang là xỉu luôn, thầy vừa đi ngang là ngã ngang luôn. Mấy bạn kia sao, mấy bạn kia không quay? Tại vì không thấy à? Họ đi phía trước còn à, đi trước rồi. Thấy là người ta cứ nghĩ là cô mệt mệt thôi. Người nhà tới bà con ba. Người nào mà áp nhiệt cao là không nên như vậy thôi. Dạ. Để cho mày mới gặp thầy xong mà bị nhiệt cao. Thầy cái xúc động là bị áp nhiệt cao. Dạ. Ấy là huyết áp cao nên là gặp thầy xúc động quá, không chịu chế được. Nghe nói thôi. Di chuyển. Chào tất cả mọi người nha, hy vọng là tại vì thầy rất là tuyệt vời nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp để lên gặp sư thầy nha các bạn. Đi cô ơi.